bàn nước có cửa mình. Mà cái đó là cái sự đâu là cái sự có mang theo đó hết ra nhà. Chỉ có cái người là bước lên ra sử dụng hay không bước lên ra sử dụng. Cho nên cái người là cái sự đi chờ hay là đưa nhân viên lên cái là đưa ra dần ra đó được như vậy. Nếu mà cái sự lúc sử dụng một cái tâm tư như thường định tư đó, mà cái sự bỏ đi những cái thơ nước vui mừng buồn dẫn thù hồi lớn nhất tài sắc nhân lợi. Thế thì là cái sự ngồi ở trong một cái tảng đá nào đó, ngồi trong một cái bờ đê nào đó, dần mặt trời thì xuống với những cái lớn màu hồng, nghe những cái tiếng cái bờ đê lúc nghe dễ như ngon như dữ. Mà cái tâm hồn của các vị mà thơ tối an lành đó thì lúc đó là các vị đem cái nước bàn tự tắm cho các vị ra bàn mà tương tải cho nó để các vị ngồi trong đó, nằm trong đó và hưởng thụ cái nước bàn của mình đó chứ. Cho nên cái người này nói là nước sử dụng nước bàn tự tắm bên cạnh thì mình đi đâu mình cũng có bàn thơ rồi mình sử dụng thì chỗ nào mình đem nước bàn ra mình sử dụng chỗ đó. Cho nên là tự tắm thanh tịnh nước bàn. Nguyên chỗ các vị ngồi bây giờ, các vị mà với tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh an lành, các vị có nước bàn. Nó lại cho chúng nói cho các vị biết, nguyên chỗ các vị ngồi đang có được một quả mục ở đó. Khi mà các vị ngồi gần một người mà nó là ăn nói mất ẩm mất lò tâm thông tâm thức, rồi người này mất ra rồi kia mất lợi, rồi nói bữa ẩm mượn tôi nói chỉ rằng là hứa mà đã mạnh đã rồi giờ lại như ngồi người ngồi đấy một người nói. Mà tôi nói tôi biết tôi đã nhưng mà giờ tôi chưa biết được. Mà nó nói nghe được những cái tôi nói ra tự nó nghe mà nghe cho nên tự người lắm như tự nó giả như là người lắm thì ăn năn không cho tự nó tôi mà nó nói những cái tôi tả cho tự thì tôi không có nói làm sao. Thế mà nó nói lắm cái đây là các tự thân cho tự một ở ngay cái chỗ các tự ngồi các tự ở đây mà vì vậy cho nên nước bàn thì mình phải ứng nhiên là các tự lên bàn tay rồi là ướt lại và đỡ lên đỡ có ở đâu hết à. Thế mà cái này mà đến rồi thì đã lợi ích mà đến rồi thì lại là ngửa ngơi. Tâm hồn có sự hoàn toàn dẫn từ bởi tất cả những cái tham quan, những cái bệnh dữ, những cái chuyên mê, vừa tào, vừa sắc, vừa dân, vừa thật, vừa hư, thì các vị có nước bạn hơn. Bất cứ lại đâu, rồi đâu, không làm cảnh nào. Đây, thế là sử dụng tự tánh thanh tịnh nước bàn đó. Và ngoài ra, các vị này được đề bộ những cái tham lam dẫn dẫn chú mê thường hảo đó. Thì các vị là tất trong cái bài thấm này là hưởng duyên ưu nước bàn. Nếu là có nước bàn mà mình còn cái thân nửa lưỡi tương tại, cho nên cái chú mê nửa bàn được hưởng bằng mà mình có nước bàn. Cho nên là hưởng duyên ưu nước bàn. Cũng giống như cái lễ tốt được trường lương trên bồ đề A Nan cho giúp nhân minh hồi xưa các vị đệ tử A La Hán sự thật vẫn còn thân mà vẫn có nước bàn. Còn nước bàn chúng ta là chúng ta chưa mà nhập nước bàn. Vì mình gọi là nhập nước bàn đó mà. Gọi đó là nước bàn. Vì dương ương nước bàn nghĩa là nước bàn, người có nước bàn mà bây giờ không còn thân hình nữa. Cơ quan cái hình nữa hướng đạo có nước bàn vừa hưởng nước bàn rồi tám mươi tuổi nước bàn mặt đạo nước bàn nghĩa là nó đã khóc rồi chết cho nên chúng ta vừa hưởng ai rồi cũng phải bỏ người dân mà người bỏ chứ không phải là chúng ta mà chúng ta bỏ mà thôi vì đó là tâm lý ở cái thân thì có già có già thì có bệnh thì có chết mà người dân cái thật đã có sinh ra thì cũng phải có già cái già rồi thì đã có bệnh rồi đã có chết mà cái chết của Đức Phật gọi là thân thịnh tử an sống là hết sức an lành thanh tịnh mà cái chết của cơ hồ có một sự tiếp nối là thể đau như hồn nơi lúc nào thế thì gọi là Đức Phật nhập nước bàn vô vi ư vậy thôi. Thì các người hỏi, bây giờ đánh giới Đức Phật thì là nước bàn thì bạn ở đâu? Không có. Không có ở đâu hết. Mười phương quốc độ, tất cả trung nguyên như tận thành nhân vô cùng, chỗ nào cũng là nước bàn của mười phương chư Phật. Thế các người mà ta hướng dẫn là Đức Phật là nước bàn rồi ở cái cảnh nào
đó là cái thành là cái đất là rộng mấy trăm sự là cái đất vuông cái đất là cái đất nước của ở trên đường đời trời này mỗi một đất nước là bao nhiêu trăm ngàn cái đất vuông là đất vuông rộng hơn là cái đất trăm ngàn cái đất vuông bao nhiêu người đâu có nói đất vuông bao nhiêu thành dân dân đồng chỗ nào cũng là đất vàng của thành người thôi cái đất vuông tương thích cánh nhất bàn của thành ở đâu thì mở cho đó ở chỗ đó chúng ta làm cái này rất nhiều người làm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tàn cũng thế nào. Ngài mới nói đó là chỗ nào mà đến là chỗ đó là cái tàn thôi. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi cái Phật chỗ nào là chỗ đó có nước bàn. Bởi vì nước bàn tự đánh thanh tịnh chỗ nào. Nước chỗ nào cũng không có người não, chân kiếm là chỗ nào, rồi là tham, lam, vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi, vì tham, vì chi nạp, cũng có. Mà không có thì tự nhiên là giải pháp, giải pháp tất cả chúng ta chứ. Cho nên cái Phật chân ở trên thế giới nào, ở đâu cũng đều phục vụ cho chúng sanh mà không bao giờ có sự đau khổ. Thế là cái Phật dẫn sanh mà mười phương cái Phật dẫn sanh rồi dẫn nhập nước bàn, nhập nước bàn rồi sanh, nếu là cũng sanh được trước trước rồi rồi sanh như mọi chúng sanh vậy, sanh ra là sanh thịnh tử an, sanh cho an lành, sanh hạnh phúc như lợi của chúng sanh. Biết là tại vì nó có cái lực thân già bệnh chết mà chúng ta vượt như mọi người, nhưng cái việc đó không có đau khổ. Cho nên tôi nói là chúng ta là các vị thử nữ nha, các vị mà vừa là sắp chết mà trong cái gia đình nha, con ha, cho già để dành tiền bạc cho con học giỏi, nên người làm, nên người hết rồi, có cái năng người làm hết rồi. Còn nhà cửa tài sản là các vị là chưa chết cho con cái mới mới là chưa làm làm hết rồi. Con cái nâng nghề tài sản được chưa chắc mình nhận hết, để thế nào cũng có công an việc làm. Rồi các vị nhắc nợ cho đến Đà Lạt một chút thôi. Đức Phật dạy rằng hễ có sanh thì có già thì đã có bệnh, có bệnh thì đã có chết. Cho nên cái việc chết giữa ta có tới đây là một chuyện bình thường, không hề sợ sệt, không hề luyến tiếc, không hề khổ đau. Thế thì các vị sẽ có một cái chết rất an lành. Đấy, cũng là cái chết nha, mà cái chết an lành. Vì thế vậy, vì vàng bạc không còn chối cho ai nữa. Chưa chết cho con cái, vừa thần tinh thần lại nào tạo cho con cái nên người hết cả. Có bao nhiêu vàng bạc chưa chết cho con cái, thì nếu mà bà vợ thấy mà còn sống thì cũng trưởng cho bà vợ hết. Bà với con ha, vậy đó, ở lại. À, giữ gìn cái nãy đó, mà sống mà ăn. Chứ nào bà chết thì bà cũng tự làm kiểu như tôi vậy, để lại cho con cái đừng vô như, không có tôn tất gì tính báo gì hết. Thế thì nhà vợ cũng yên mà con cũng yên, tài sản cũng yên. Còn cái vấn đề sinh là bệnh chất là quy luật tất yếu tất nhiên không nghĩa trụ là hữu. Cho nên cái nhà chết, nó ngập 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 ngập, nín thở tự luôn. Có sao đâu, sinh già bệnh chết mà. Ông sơ thờ ông cảm chữ nội cha mình ai cũng chết và tất cả mọi người cũng chết, điều đó rõ ràng chứ không là quy luật có sao, tôi muốn thế mà cho nên ta chết cứ thanh thản mà đương. Thế thì cũng là cái chết mà cái chết an lành, cái chết đó có bạn đó. Còn có vị thử coi nhân tiền bạc thì cô đi chức chức không dám đưa cho con cho chồng cho vợ. Rồi còn con cái thì là người chết để nó mặn cho nó hạnh và nó nuôi nó có tội trên. Cái tình chết nữa là vừa ân hận vừa thiết nói vừa thương thiết vừa là thiết thử vừa thiết con đủ thứ thiết. Thế thì là cái chết đó là cái chết đau khổ mà cái hiện cái tốt khổ đau mà khổ đau tức là địa ngục đó. Chứ đâu phải là cái người nó khác lạ lắm đâu. Cho nên tôi đưa nó nghĩa là cái người nhân đổi rằng Đức Phật có ở và cảnh giới bàn nào cố định. Mà Đức Phật vẫn đang làm việc phục vụ cho chúng sanh đấy. Bởi vì không phải chỉ có chúng sanh có cái bàn này mới đốt luôn, mà có số chúng sanh ở trong vô lượng đến đó cũng đốt luôn như vậy. Thì tự nhiên mà nhận cái bàn ở đây rồi lại sanh ở mà mình có thế giới nước bàn an ổn để hưởng sự an lạc. Là như thế như thế như thế. Một người bất tử, một người nhân loại, người ta đến Du Châu, người ta tự mình đốt đốt trong rồi, người ta đến là Đông Nam Á. Đông Nam Á xong rồi ta đi về đất nước như là Đông Âu, người ta đi tự định đất nước, ta đi tự quy định tới trời. Do đó mà ngày nay ta xuyên vượt cho cái môi trường đất nước, ta xuyên vượt cho cái môi trường quy định tới trời. Một bất thử mà có nguyên tâm cho còn là cái chuyện thực hiện chúng sinh như vậy, thế nghĩa Đức Phật là thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con, lại là dưới bàn rồi là từ một cảnh giới an lạc để ở để hưởng thụ à. Cho nên đừng nghĩ cái đó mà sao lầm Đức Phật tội lỗi vô cùng đó. À,
vậy là câu này hết rồi. Nói rằng là thủ lăng nghiêm tịch chữ đề cương có phải là kinh lăng nghiêm tụng đó không? Có thể xem giữ tụi mời hướng ở đây với chiếc chữa nó không được à, nhưng hướng được không? Tại sao? Trả lời rằng kinh thủ lăng nghiêm tịch chữ đề cương là một cái bộ kinh mà cái thủ lăng nghiêm mà các vị tụng có năm bộ đó, nó là một cái chú ở trong cái bộ thủ lăng nghiêm dày nhất. Nó là nó nhất là 100 lần hay 100 lần như của cái chú mà các vị tụng hành đêm. À, đó là câu nói vậy. Thế còn cái chú mà tụng hành đêm, nó có các vị tụng là cái chú nghe đó mà, mấy lần một thành trăm, mà thành 500 chứ không phải là một thành trăm. Chỉ có cái bộ kinh thủ lăng nghiêm. Thành ra thủ lăng nghiêm tịch chữ đề cương là rút gọn những cái tinh hoa của cái bộ lăng nghiêm, là thật là nhiều văn tự, nó dài, nó chưa. Hãy người có thể xem giữa tượng này như Nguyễn được không? Như được không là sao? Được không là do cái người đó có khả năng tư duy quán chiếu được không? Chứ còn hỏi là không có trả lời được. Nhưng mà thế giới lý của Đạo Phật là nên nó như thế này. Quán pháp trong biểu tượng này đối với tuệ nhãn của Bồ Tát, đối với Phật nhãn có mắt Phật mà nhìn, thì là giả pháp trong vũ trụ này là duyên sanh. Mà duyên sanh thì với Phật nhãn, với cái mắt của Bồ Tát nhãn ấy, cái mắt của Phật, cái mắt của Bồ Tát ấy, thì ta coi nó như là cái trò lưỡng vậy thôi. Cho nên với cái tuệ nhãn của Phật nhãn thì nhìn giả pháp như lưỡng là đúng cái lý đó. Thế mà còn mà nhìn được thế giới là từ người, người nào mà nhìn giãn pháp vũ trụ là nổi đầu, như biến là người đó đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, người đó an lành tự tại giải thoát dữ lắm. Ôi là biến cho người mà mừng mừng là cái thử mà còn nói trời biến quá đã bày ra lấy chút thử sống trong thứ mà bao. Thì mình tức là cái thực sức này nó nổi tôi nổi giống như là bọt mèo nè. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm khổ sâu trăm gì, tức là cái năm mồ. Trăm năm rồi cuối cùng mỗi người là một năm mồ cỏ trăm gì vậy thôi. Cho nên là nếu người nào mà quán được mình giải pháp được như dưỡng là người đã thành công lớn rồi đó. Còn nữa hay không là từ ở cái người tôi vừa định. Thế mà thật sự là giả pháp là mê đế mặt là như vậy. Vừa cái nào mà như vậy là vì trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm khổ con sinh gì. Thời tình lưỡi lưỡi tê tinh khổ đường mê đồ gót lỗ trừ thư. Sống tròn cửa để mất nô chứ thường vào ảnh lô tê đập gần có ra gì. Giống như mọi người mà đang ở đây lên ngày này đương như trên một chiếc thuyền màu ảnh vậy thôi, vô tư lập lệnh. Sẽ tạo ra thành hình ra ngón chết đuối người trên cảnh mà chơi. Là từ nâng nói sự đời và bất chân vân cẩu cho vẻ người tan thương. Mấy cầu văn hư mới là sự thật. Nhưng mà những người nào mà bất thờ bất thế, người ta cho rằng những lời thơ như vậy là yếm thế, là bi quan. Bởi vì người ta đang lên mà, ta đang lên, ta đang sung sướng, ta đang hạnh phúc, ta đang như là phấn khởi vô cùng. Mà cho rằng cõi đời này là bức tranh văn cổ của người đang lên, như là cho rằng như yếm đó là họ không chịu đâu. Mà cho là có thật, có hạnh phúc thật, có an vui thật, có vinh dự thật. À, chính cái chỗ đó cho nên người ta mới là sau này rồi mới có anh hạnh đó. Anh hạnh vì cái tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào của mình
sinh ra bệnh nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên cái vấn đề mà cái người nào mà nhân giải thoát như sinh như dưỡng là người đó nên đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Cái thứ ba, nếu được đứng chân pháp, mình có cần thường trao không? Thường trao cũng là tốt thôi, nhưng mà vô cầu thắng đế thứ mà cảnh thể thắng thường trao. Chứ người đế thứ là Phật chưa có hạnh đế thứ tốt đấy. Nhưng mà nếu có người có tham lam vô độ, tham của công, của nhà nước, của đất dân, của đồng bào, tham lam làm giá làm gian để lừa đảo mọi người, để bán những cái đồ gian đồ giả mà lấy tiền về mà làm những cái thứ vậy, điều đó không cần nha. Còn cái lượng chất lượng, anh chất lượng mà anh tôi thường cũng như là không chấp thanh nhập, không chấp cổ nhũ lông mà làm gà là việc làm đâu có hoa rồi, thì thậm chí không có đường nữa rồi. Nhưng mà đâu có phải bên đó là như cái chỗ mà đạo cao được đâu. Còn trọng chấp thì chưa, còn tà hạnh chưa, còn nói bế nói hoa lễ hoa trừ nói lời thôi dành chưa, còn ý cái tâm gian tâm tham lam dành giữ chi mê nữa chưa. À thế cho nên cái chuyện mà cảnh thử cánh từ cao lợi hơn, mình giữ gìn thân nè nguyện và ý của mình để cho nên mình phạm thảo những cái sai lầm thì tốt hơn là từ cao mà thân nguyện ý đều sai lầm đều mất cánh. Còn như nếu thân nguyện ý mà chân chính mà thanh tịnh mà tính đời sống chân chính rồi mà ăn cha nữa thì thôi chứ thật luôn luôn lấy tay mà giờ đầu lấy ư mà trầm lấy dao mà dính người đó đó. Còn nếu như thân mượn ý mà không có thanh tịnh mà không có an lành đó, mà không có hạn chế được những cái vấn đề thực tế của thân mượn ý mà ăn cha không thì xin thưa rằng không có lợi ích gì đó, không có lợi ích gì hết. Rồi cho có những đó để được tốt hơn nữa, Phật cũng không vì sự nhịn đói đó mà tấn công để mà đem mình lên nước bàn được. Rồi cho có ăn uống toàn là những cái lối bóng, rồi những ăn uống toàn là những cái trái cây để hành thân giải thở đi nữa, tốt dài ăn nữa Phật. Cầu Phật là Phật chúng ta cũng nói, tại nhà người luôn lo những cái chuyện chứ còn ta đâu có biết cái gì đâu. Cái việc mà ta dạy cho nhà người là tạo cái hạnh phúc của cái đời sống con người là thân không chết, thân phải chết tà lâm, niệm không có nói láo, không có lừa, không có lợi hết. Ứng là không tham lam giận dữ si mê để cho nhà ngươi có một sự sống an lành hạnh phúc trong hiện tại, để trong tương lai cũng nhân an lành đó nhân nhân lên cho nó tiểu lên để cho lần lần nhà ngươi thành được vô thượng bồ đề. Cái điều đó là cái điều ta giải cho còn nhà ngươi mà ăn ba cái đồ cao đóng chân nhà ngươi hành hạ các ngươi thì ngươi chết rồi, như lai đâu có tính nhận dữ đó đâu. Thế là ta làm mưu thì nói một chuyện vậy. Ta hỏi theo quan niệm nhà Phật, các con là nước hay là nước? Con có phải là do nước ác người đời trước hay là nước đức ở đời này? Cái câu hỏi này nói là nói rằng các con có trước từ năm đức, mà nói rằng là không có con có trước từ hậu đức. Vấn đề phước hay là nghiệp, nhớ là cái sự ở đời của mình hưởng được sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn lợi như xe, con trai thì cũng như xe, con gái thì là tối là lễ trưng bày, là bạn nên luôn biết là ở ngoài đường không à, mà rồi kiểu nào cũng không sợ, mà rồi mạnh mà nó ít hết rồi, tức là có con như vậy gọi là bất ư, không đúng rồi.
nữa. Còn những người tôn giáo mà người ta thân tâm an lạc, từ bản chất cho tới đời sống tinh thần an lạc, như thế thì là cái việc hết ai là hơn ai rồi. Thế thì tôn giáo nó không muốn giải lạc lạc. Vì vậy cho nên cái vấn đề đó rất là do mình do cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trên quả đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì để cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó giàu một mình hay là giàu nhiều con cũng gọi là người được phước hưởng phước. Còn những người con mà nó đưa ra quả thì rất không, nhưng người nói rằng là mình không có cơ, nhưng mà hôm nay cái năm là cơ rất rất hàng ngày đau khổ và cơ rất là bẩn thỉu, cho nó đau khổ thì không con cũng không gọi là phước nữa. Cho nên quả phước không phải là người sinh con hay là không con, hiểu câu này là mãi đỡ là nó dễ như vậy đó, mà quả phước là dựa trên cái bằng hàng tà hư thật tự do luôn. Mà quả phước nhân do đến giống thì sửa nát má đầu, tương hữu má, hữu chân lai tạo hữu lo tù. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó rất đừng cần phải ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước ra gì, nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui, hạnh phúc, giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác gây tấn nghiệp ngã khổ đau cho mình. Chứ mình nghĩ là cái quả mà nó trả lại, mà biết rằng là cái cách của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con, có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con mà hết cũng có thể là người có phước. Nó để lại như thế, là nó coi cái quả của mình hưởng. Việc tư tưởng thế nhân chuyên tâm họ giả thị, chú sinh giao kết quả chuyên tâm là pháp giả thị. Nếu như chúng ta có đặt trước của mình cầm thế nào có cái quả mình ở nơi đời này, nếu cái quả mình ở đời này có đã an lạc, minh tâm an lạc, cũng hạnh phúc, đó là mình biết chúng ta mình đặt trước mình tốt, mình có phước rồi đó. Rồi nếu cái quả đời sau, từ hiện giờ mình cho chúng ta của mình mà đang gieo cho mình, cho người như này, nó có an lạc, hạnh phúc hay không, để rồi đó phước lên. Mình tạo những nhân an lành,
an vui hạnh phúc cho mình, cho người, cho người khác, sẽ có cái quả báo an vui hạnh phúc nó báo lại cho mình. Cho nên là mình nói, mình nói là thể ít báo như ảnh từ hình. Để những nhân tâm thể hiện hiển tinh dị như giúp thành dữ từ chi, nhân tâm thể ác ác như dị như giúp thành dữ từ chi. Mình nói là mình nhận cái đó đó nè.
tôi là mặt người, đạo mặt là chủ trương thứ bảy nhân quả. Các đệ tử ta nghe là ta làm điều lành thì sẽ thu được cái quả lành. Cũng như là các đệ tử ta nghe lời trồng tự nhiên thì sẽ được ăn quả tự nhiên. Các đệ tử ta không nghe lời ta trồng cái hộp bò hò mà đòi đòi chúng ta có tên phù hộ cho lật như mà ăn quả là ăn được cái quả tự nhiên mà làm điều đó không có. Cho nên đừng có làm thế mất công. Như lai là không có ở đó mà. Giúp những cái gì để giúp đỡ những cái gì vậy. Là mình cứ cúng cho là nó đúng ra trong Phật giáo là không có. Sao là nó là một sự một cái ngành riêng của xã hội học của cái thời xưa để mà nó cái tín hiệu cái đất cao nó đều là chuyên mộc chữ giả hổ mà thôi. Ví dụ năm nay là năm rất tốt ích hợi là theo cái trang thì cái chuyên của nó là chuyên màu quả ha. Mà người nào mà ăn khổ thì năm nay tôi gọi là làm ăn thịnh vượng nè. Bởi vì quả nó sinh khổ, người mà ăn khổ thì năm nay là ăn thịnh vượng. Nhưng mà người nào quả nó thích chuyên, người nào mà ăn chuyên thì là năm nay mình ăn có thể như là hơi cực cực đó. Đã để nó vậy đó. Bởi vì nó là ngũ hành, nó có tương sinh. Đồng thời trong ngũ hành nó cũng có tương khắc. Mà dựa vào cái tuổi của các vị đó là nó có ngũ hành nó tổng. Ví dụ như cái người nào cái tuổi rất lớn nhất nữa là thuộc về mạng chuyên là hải chuyên chuyên, người nào cái tuổi tính dần tinh não là lưu chuyên quả mạng quả, mẫu tình tử tệ là đại lâm mộc là canh ngũ tinh vừa rồi là khổ là năm thân muốn dậu là chuyên thân chuyên rất tốt ít hợi là trên đầu quả đây nè. Hôm nay là năm rất tốt cái này à, thế bây giờ mẫu tình tử là nó cái biểu trưng ra là chuyên mộc chuyên quả khổ mà. Thì vừa là cái năm đó mà hàng trang hàng chuyên đó mà người ta ám ra cái ngữ hành nó tương sanh ra tương khắc mà người ta đưa ra cái vấn đề sao. Thế nó đâu có tâm sao, nó đâu có cái bài sao gì đâu mà nó chịu cố. Cho nên cái này không phải tính tâm của Phật giáo, mà cái này là Phật giáo tự dân gian quá. Thì các thầy cũng chịu lý về tử, mà chúng ta như vậy là nó có cái lợi lớn. Thánh giảng tháng bảy là phải đậu quyền vô, rồi là cúng rồi là mình rồi 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 rồi. Cho nên cái đó cái phương tiện với nhà chùa người ta làm ăn rất khá. Vì vậy mà cái chùa đệ tử để làm việc đó. Nhưng mà cái người mà truyền bá chính pháp là người ta không làm việc đó. Mà người ta đều những cái người đệ tử thấy thỉnh dưỡng nghĩa là phải là hỗ trợ tam bảo bằng cái thức chân tánh bằng cái thức tức là cái thức thức tự tánh lòng mà hỗ trợ tam bảo cho người ta không lấy tiền mà cái chữ mà mình nghe đường dẫn mà mình lấy tiền thiệt. Cái người đó nói nghe nó tùy lắm. Nói nghe là có khi nó động chạm tới cái người đàn ông của người khác. Nhưng mà các người hỏi thì tôi phải dựa vào kinh điển tôi nói thôi. Đã hết giờ là ngừng ở đây ha. Thứ nhất là các vị làm ơn viết giấy dùm chữ dễ xem. Và cái câu hỏi tôi nói ngắn gọn rõ ràng để rồi sau này lấy cái này mà viết lại thành quyển sách phổ biến cho những người tôi cho là sao tôi cho là có lợi lắm. Thế nên tức chút có cái nào cũng thật hồi hướng chúng sanh vô biên thuyền đó thuyền nó vô tận thuyền đoạn thế mong vô lượng thề nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thể nguyện thành